Hôm nay trời mưa to và mình đã bị một cơn mưa làm cho chiếc xe mình bị hấp hơi nước vào cái đèn định vị. Đó, trời mưa to đó, mình vào đục mưa mình phát hiện ra cái hơi nước nó hấp đầy cái đèn định vị luôn. Giải thích cho nguyên nhân vì sao hơi nước nó hấp vào cái đèn định vị và cũng như nó hấp hơi nước vào cái đồng hồ nữa. Chút xíu nữa mình sẽ quay cái đồng hồ. Đây, cái đồng hồ. Đồng hồ này may mắn là nó không có bị hấp vì mình đã tạc vào nắp trong cái vỉa hè. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nguyên nhân thật sự là do nhiệt độ lúc trời mưa khá là lạnh, nhiệt độ xuống thấp, cho nên á ở bên trong cái đèn định vị cũng như là bên trong cái đồng hồ qua một cái lớp kính trong suốt, nó rất là dễ bám những cái hơi nước tích tụ ở phía bên trong thành, phía bên trên kính. Vì nhiệt độ của cái đèn khi phát sáng cũng như là cái đồng hồ khi vận hành nó sẽ phát sáng và nó tỏa nhiệt, cho nên á nhiệt độ bên trong nó nóng hơn nhiệt độ bên ngoài. Đó là lý do tại sao hấp hơi nước vào. Và để khắc phục điều này thì anh em nên để nguyên như vậy và đừng lo lắng gì hết. Sau vài tiếng đồng hồ, hơi nước sẽ tự bốc hơi và tự hết. Anh em đừng quá lo lắng. Vì thật ra lúc mà mình vận hành thì nó sẽ làm nóng lên trở lại, hoặc là để yên đó nó sẽ tự hết. Anh em đừng quá lo lắng vì điều này. Anh em cứ để như vậy, không sao cả. Không ảnh hưởng gì tuổi thọ của đèn. Chúc anh em thành công và chúc anh em luôn vui trong cuộc sống nha.